Hello tất cả mọi người. Alo, anh em của tôi ơi, vô, bơi vô hết đi các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ với các bạn quay về ký ức tuổi thơ 2000 hồi đó. Chắc chắn một điều rằng tất cả chúng ta ai cũng đã từng nghe đến game Võ Lâm Truyền Kỳ 2, đúng không? Nhưng mà liệu các bạn có chơi hay không chơi thì cái đó tôi téo biết luôn. Bây giờ gọi là chúng ta gọi là mạnh tay mạnh chân vô lẹ đi mấy ba ơi, để chia sẻ một cái rồi mấy ông nội. Đủ nghe, để đợi từ đợi tôi xíu nha mấy ông nội ơi. Ok, các bạn chờ tôi tí nha, chờ trong giây lát nha anh em. Anh em chờ xíu nha, từ từ vô nè, đó, vô nè mấy ba, vô nè mấy ông nội ơi. Hello anh em, hello mấy anh em đang xem live trực tiếp tại gọi là Hoài Niệm Võ Lâm 2. Vô lẹ lên mấy anh chị ơi, vô lẹ lên giùm em cái ơi, trời em khổ quá mà. Đâu rồi, hello Kỳ Anh nha. Trời ơi, sao không biết Võ Lâm 2 mày, đụng qua chơi mà cứu luôn á. Vô nè, cho một chút mu xịt lên nè, vô nè, ấu già 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 lên, come on, đẩy mạnh con số bờ lên nữa đi nè mày. Vô là cô y tá phê đá liền mấy ông nội. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em gọi là đao game về và bắt đầu tham gia game như thế nào. Ok, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đao game. Trước tiên là mình đao game và bắt đầu mình sẽ giới thiệu game, hay là mình giới thiệu game trước đi rồi mình hãy đao game sau, đúng quý vị? Tại sao tụi ba phải giới thiệu trước để anh em thấy game ok thì anh em vô chơi, game không ok như con cặc là anh em đéo chơi. Hello anh em, trời đủ mẹ, tôi khổ quá mà, tôi qua kiếm cơm xíu thôi mà, uống miếng nước cho đỡ sợ cái đã. Ok, giờ để mình nói chút xíu về cái server hiện tại đang test nha các bạn. Võ Lâm 2 hiện tại đang test. Thì hiện tại á là game có những tính năng cũng cơ bản thôi, chẳng hạn như là sát thủ đường. Sát thủ đường là anh em biết là cái gì không? Sát thủ đường có nghĩa là đường người ta gọi là đường chính tông đó. Còn ấy lại là vua nhà đường, còn sát thủ đường á là sát thủ, mà đường á là gọi là vua nhà đường. Thì các bạn tham gia game này á, Võ Lâm 2 á, thì các bạn có thể trở thành được một sát thủ gọi là chuyên gia đi ám sát nhà vua. Ok. Còn Tống Liêu thì anh em biết gọi là Tống Liêu là cái gì đúng không? Anh em nào đã chơi Võ Lâm 2 thì các bạn đều biết Tống Liêu. Tống Liêu là gọi là trong phim Kiều Phong á, anh em có biết gọi là phim Kiều Phong không? Anh em có biết phim Kiều Phong không? Kiều Phong có nghĩa gọi là người Liêu, mà đủ má ở bên Tống, nó sống bên Tống, nó quen đoàn dự đồ này nọ các kiểu đó. Thì gọi là sau này mới có cái chương trình Tống Liêu tại Võ Lâm 2 là nguồn gốc là từ Kiều Phong, phải không? Còn trồng cây bát nhã nữa. Cái tính năng trồng cây bát nhã này nó hay lắm quý vị. Nó hay lắm, cái trồng cây bát nhã này nó hay lắm. Anh em biết tại sao nó hay không? Nó hay cái chỗ gì nè. Hồi xưa á, là Phật Tổ Như Lai á, gọi là ngồi ở dưới cây bồ đề là có thể là thành Phật. Thì ngày hôm nay không còn gọi là ngồi dưới cây bồ đề nữa, mà các bạn sẽ ngồi dưới cây bát nhã. Ok. Còn bây giờ là ban hội tinh anh thì nói chung đéo có con cặc gì để nói hết. Chẳng qua là hai ban hội quýnh với nhau thôi, đéo có cái lồn gì hết. Cho nên là cái ban hội tinh anh lồn này mình bỏ qua một bên đi ha anh em. Và những cái nhiệm vụ mà của Vinagame, những cái chuỗi nhiệm vụ của Vinagame thì tất cả sẽ được gọi là tập hợp tại Hoài Niệm Võ Lâm 2.com. Và đặc biệt nữa nha, hồi nãy có thằng lồn nào nói khắc né đó, đủ mà có khắc né luôn nha mày. Có khắc né luôn nha Cường Rio, có khắc né luôn, khắc né hoàn toàn luôn nha. Skill là gần như phiên bản 2008 luôn, combo mật tịch đủ má, trang bị bá đạo, gọi là đủ má, được vận hành bởi cái tem gọi là đủ má, cực kỳ có kinh nghiệm, đã từng bị đuổi việc ở video game luôn nha quý vị. Yeah, ố là la la. Ok thôi, bây giờ mình bỏ qua những cái vấn đề đó đi, bây giờ mình vô đao game chơi các bạn. Tôi hướng dẫn các bạn vô đao game chơi như thế nào. Ok, trước tiên thì bây giờ mình hãy mở lên một cái trang web và mình bấm set
Ê lộn, đủ mẹ nó thiệt, chỉ đâu ghem. Hello, gọi là Lưu Mạnh Cường nha. Trời ơi, đủ mẹ nó thiệt. Chỉ các bạn tao ghem mà nói xe chết quá trời ơi. Ok, bây giờ anh em nào mà gọi là muốn tham gia game Võ Lâm 2, gọi là để chinh chiến và để gọi là cho admin hút máu, thì các bạn hãy nhanh tay nhanh chân truy cập vào website hoiniệm.vl2.com. Đó. Xong rồi các bạn hãy bấm vô cái chương trình gọi là tải game chơi ngay. Đó, tải game chơi ngay. Ở đây có những cái link cho các bạn chọn, giống như loại là anh em chúng ta đi chơi gái vậy, có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn chơi. Các bạn muốn chơi link trực tiếp là các bạn chơi giữa đường giữa xá, hay là bạn chơi trong toilet hay này nọ kia, thì tất cả các bạn đều có thể bấm vô cái link nào các bạn thích. Như tôi thì tôi bấm link tải trực tiếp. Thì khi các bạn tải xong thì các bạn phải nhớ được rằng gọi là cái của mình tải nằm ở đâu, đúng không? Đủ mẹ, giống như mình chơi con nhỏ nào mình phải nhớ mặt mũi ra làm sao, chứ đâu thể nắm mắt đưa cu chơi giờ tầm bậy bạ được. Thì tôi tải vô trong cái ổ D. Vô trong cái ổ D thì tôi tạo thư mục là Võ Lâm 2. Ok, thì ở đây là nó như thế này. Thì anh em giải nén ra, anh em chỉ việc bấm như vậy nè. Đó, các bạn ok một cái, dép một cái, rồi chạy. Đủ, vậy là chạy thôi. Vậy là chạy thôi các bạn. Vậy là vô quốc được rồi, anh em không cần phải lo nghĩ cái con cặc gì hết á. Có nhiều anh em xài máy gọi là Win 7 hoặc là Win 10 không vô game được, thì các bạn áp dép vô. Áp dép thì sao, tôi chỉ cho các bạn áp dép luôn. Dễ lắm, áp dép dễ lắm. Đủ mà không có gì khó hết á. Để tôi chỉ cho các bạn áp dép nha. Áp dép nè. Bây giờ nè anh em thấy cái computer của mình không? Computer của mình không? Sao? Game không hay. Không hay là không biết có tú mặt lòn là hay rồi. Đúng rồi, Văn Khỏe ơi. Đủ mẹ, game hay anh mới like. Anh nói thiệt, game hay anh mới like. Game mà game như cái lồn là đủ má anh không có like. Anh nói thiệt, game phải hay, admin phải gọi là hút máu, ok anh mới like. Còn game mà như cái lồn là anh không có like. Ok, bây giờ anh em nào mà vô game không được nha, bây giờ nè, con cặt cái vấn đề mà các bạn vô game không được, cứ liên hệ fanpage. Liên hệ fanpage có mấy admin đủ mạng, mấy mod support cho các bạn liền. Các bạn bấm vô auto update nè. Đó, các bạn bấm vô auto update, các bạn chọn dép. Xong, nó chạy vậy nè, đó, nó chạy đầy cây. Nó chạy đầy cây, thường là các bạn sẽ bấm vô đăng nhập, đúng không? Nó chạy đầy cây, thường là các bạn sẽ bấm vô đăng nhập, đúng không? Nhưng không, với hoài niệm Võ Lâm 2 này, các bạn có chạy đầy cây, xong kéo gần bấm vô đăng nhập. Bấm đăng nhập là cái lồn gì? Bấm X, đó. Xong các bạn kéo xuống, các bạn thấy không? Đồ má, X 2 game, đồ má, ghê giờ. Bấm vô, bấm 2-3 cái vô. Bấm 2-3 cái gì vô nha anh em. Đó, xong rồi ra cái mà màn hình như thế này. Anh em đăng ký nick chưa? Có ai đăng ký nick chưa? Nếu mà các bạn chưa đăng ký nick, bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn đăng ký nick. Bây giờ mau vô nhạc cái đã. Đủ mẹ nhạc, con cặc gì kì vậy? Em này tắt nhạc giùm anh cái coi. Bây giờ vô để chỉ các bạn đăng ký nick, đã quên. Đăng ký nick nè. Đó, bấm vô đăng ký ở trên trang Hoài Niệm Võ Lâm 2. Thằng lồn này mày im cái nhạc lồn mày, có đủ mẹ mày. Im mẹ cái nhạc mày, coi ồn như con cặc tay mày. Để tôi tắt nhạc nó các bạn, nhạc con lồn này nó ồn quá. Cái nhạc con lồn này nó ồn như chó vậy đó. Để tôi tắt cái đặt. Ok, anh em nào đăng ký nick thì các bạn bấm vô đăng ký, và anh em đăng ký làm theo giống như hướng dẫn ở sau đây, thấy không? Và đặc biệt là anh em nhớ đăng ký là phải nhớ cái ID tài khoản của mình nha. Chẳng hạn như Tú đăng ký rồi, cái lồn bò. Tôi thích mấy cái nick đẹp về cái lồn, liên quan tới lồn tôi thích. Tính tôi kỳ lắm. Ok, vô nè. Vô. Chú mai lớp đàng hoàng nha quý vị. Chú mai lớp nha. Đúng rồi, cho cháu uống sữa rồi. Uống điếu thuốc để cho đỡ sợ cái anh em. Hello mấy anh em nha. Hello các bạn đang xem live trực tiếp nha. Hello Văn Khỏe Võ. Hello gọi là Nguyễn Văn Việt Quý. Ok, anh em nào chưa đau game về thì các bạn hãy nhanh tay nhanh chân đau game về nha anh em. Vâng, video này hiện tại là game đang test nha các bạn. Video này hiện tại game đang test. Anh em nhanh tay nhanh chân truy cập vào website Hoài Niệm VL2.com. Hoài Niệm gạch VL2.com nha anh em. Ok, khi các bạn tham gia game rồi, các bạn phải chọn môn phái. Không, vô môn phái. Ủ má, bây giờ mình vô môn phái cái nè anh em. Qua bên giết hai luôn, lấn sân luôn em ơi.
Ok, để vô môn phái coi coi vô gì. Thường thường á, đủ má tôi thích chơi mấy cái phái mà phái gọi là có chim, có lòn đồ á. Ừ, tôi chơi Nga Mi đi. Chết mẹ, nhân vật nam không chơi được Nga Mi. Thôi đủ mẹ, giờ nếu mà không chơi được Nga Mi thôi đi tu mẹ nó cho rồi, lên Thiếu Lâm luôn. Đủ mẹ, Thiếu Lâm và Võ Tông mà đủ mẹ, nó không có chơi được gái mà có võ để làm cái lồn gì, làm cái lồn gì, tha oai được với ai. Tục gia không có vợ, đủ má không chơi được Nga Mi thì lấy gì mà làm tục gia con cặc chơi Thiền Tông luôn. Thiền Tông luôn các bạn, để thoát ra vô lại cái anh em. Nhập phái rồi phải thoát ra vô lại. Chơi Thiền Tông, Thiền Tông đến chi, đủ mạng ngồi thiền luôn. Hút đưa thuốc cho đỡ sợ cái coi anh em. Sao sao, hello bà con, hello mấy anh em nha. Anh em nào chưa tham gia game các bạn nhanh tay nhanh chân truy cập vào nha. Hiện tại game này chưa mở luôn, cái lòng má chơi rất là thê luôn. Từ 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 từ. Hello, gọi là Nguyễn Duy Phương Bình. Ok anh em chờ tú một xíu nha. Ok bây giờ mình mặc đồ cho nó coi. Đủ mẹ đồ đạc kỳ cục quá. Đồ đạc không có con cặc gì hết trơn à. Ok để mặc đồ cho nó nha anh em. Bây giờ nè, không cần nói nhiều, anh em của chúng ta đăng ký tạo ạc xong vô test thử game. Nếu như các bạn thấy game như cái lồn, game không ok, các bạn xóa game. Còn các bạn thấy game hay, game ok thì các bạn tiếp tục chơi. Và hiện tại đang chỉ là test thôi anh em. Có thể là cuối tuần này hoặc là cuối tuần sau mới bên. Cho nên là anh em nhanh tay nhanh chân vô. Ok. Ok bây giờ để mình cho một chút mu xịt lên nữa. Để tôi kiếm solo. Solo cái lồng mẹ mày solo không? Mày mặc đồ đủ mẹ, mày mặc đồ tùm lum tùm la hết. Đủ mẹ mày kêu tao solo, mày ngon mà tháo đồ ra. Mày ngon mày tháo đồ ra, anh quýnh chích mẹ mày luôn đó. Thủ lồn, mày tháo đồ ra để anh coi trên kỳ chân cát coi mua được lồn vô không. Đủ mẹ, không có cái lồn gì mặc được hết. Tao bán cái lồn gì đâu không à anh em ơi. Không, like bên đây anh em, like bên đây để cảm ơn Nguyễn Vũ nha. Cảm ơn Nguyễn Vũ nha. Cảm ơn Nguyễn Vũ nha. Từ 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 từ. Nhận vật tập, nhận vũ khí nguyên tử coi coi. Đó, đủ má ghê chưa. Yêu cầu cấp 96 mới mặc luôn. Đủ mẹ đó. Rồi không quăng ra được luôn. Đủ mẹ thì cẩm nang đại sự thì cứ quăng mẹ nó hết đi. Từ từ nhận trang bị coi, nhận trang bị coi. Đồ tổng thống, đủ mẹ. Đó. Anh mặc vô được rồi nè nha. Đủ mẹ anh mặc được cái mặt nạ rồi đó. Tụi bay nói nó không biết chơi hả? Đó tụi bay thấy anh mặc đồ chưa? Địch con mẹ. Đó, đủ má tụi bay thấy anh mặc đồ chưa? Đồ phe liêu. Đủ mẹ nè, từ từ anh mặc đồ cho tụi bay coi. Đồ tổng thống nè, đủ mẹ mặc vô nữa luôn nè. Mặc vô cái lồn má có cái mặt nạ mặc hai lần luôn nè, cái mặt như cái mặt lồn luôn. Mấy con cặc nó dục mẹ nó luôn đi. Những ép nè, Võ Lâm 2 các bạn, Võ Lâm 2. Võ Lâm 2 anh em nào muốn tham gia thì các bạn nhanh tay nhanh chân truy cập vào website hoài niệm-võlâm2.com. Và đặc biệt là game hiện tại là hồi nãy là Tú giới thiệu về game thì chắc là anh em chưa thấy đúng không, anh em chưa biết đúng không. Giờ để tôi giới thiệu lại game, một số tính năng game như thế này cho anh em biết như thế này. Anh em biết sát thủ đường không? Ở đây có bạn nào gọi là biết chơi Võ Lâm 2 biết sát thủ đường không? Sát thủ đường á là hiện tại là như thế này, là sát thủ là gọi là ám sát đó các bạn. Đường có nghĩa là vua nhà đường, cho nên là khi các bạn tham gia Võ Lâm 2 các bạn sẽ trở thành gọi là một tay ám sát triều đình, gọi là vua đó, đủ các bạn ám sát vua đó. Còn các bạn biết Tống Liêu không? Các bạn biết Tống Liêu không? Tống Liêu là Kiều Phong đó các bạn. Tống Liêu là Kiều Phong đó. Kiều Phong là người Liêu mà qua bên Tống ở, rồi đủ má trở thành ban chủ cái bang, rồi bắt đầu quen với Đoàn Dự, với Hư Trúc. Hư Trúc chịch con nhỏ công chúa gì ụ mẹ bên nước Tây Hạ trong hầm băng chịch ó ó ó luôn á, anh em nhớ không?
nhớ không, là Tống Liêu đó, là nguồn gốc là đủ má trở thành Kiều Phong. Khi các bạn tham gia game Võ Lâm 2 này, các bạn có thể trở thành những tay chơi hoặc là Hư Trúc hoặc là Kiều Phong. Kiều Phong, nhưng mà nếu mà các bạn tham gia game này mà các bạn trở thành Kiều Phong thì các bạn hãy né con A Tử ra. Con đĩ lên là con đĩ điên. Đủ má nó chưa cái lồn gì hết, Kiều Phong chưa chết mà nó ôm Kiều Phong nhảy xuống vực. Đó. Còn anh em biết trồng cây bát nhã không? Chắc là anh em cũng coi phim gọi là có Phật Tổ Như Lai đồ hay ngồi dưới cây Bồ Đề. Thì ngày hôm nay các bạn chơi game các bạn sẽ ngồi dưới cây bát nhã. Ban hội tin anh thì chỉ là quýnh lộn thôi, đéo có cái lồn gì để nói hết. Còn kiểu chuỗi nhiệm vụ video game thì hầu như là tất cả nằm ở trong cái game Võ Lâm 2 này. Anh em không cần phải lo, khắc né là đủ, má né tránh là hoàn toàn luôn quý vị. Còn skill là gần như phiên bản 2008 luôn. Combo mật tịch trang bị bá đạo như hạt gạo luôn nha bà con. Ok, hứa hẹn với anh em, sắp tới tôi sẽ tham gia game này và tôi sẽ gọi là quýnh lộn với các bạn luôn. Đủ má tôi quýnh các bạn ỉa không ra cứt luôn. Ok, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye. Anh em nào chưa tham gia game thì nhanh tay nhanh chân truy cập vào hoài niệm võ lâm 2.com, hoài niệm ship gạch võ lâm 2.com. Các bạn nào đang xem live trực tiếp hãy cho xin một like và một chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào lần sau.